cảnh sát thu hồi đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam dài 25 feet bị trộm tại Detroit, Michigan. Tin đến từ Detroit, một chiếc xe kéo dài đưa đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam bị trộm tại quận Macomb, tiểu bang Michigan đã được tìm thấy tại Clinton Township, thành phố Detroit đầu tuần qua. Ông Steve Bagel là chủ tịch chi nhánh 154 của Hiệp hội Vietnam Veterans of America, bộc lộ nỗi vui mừng khi tìm thấy và thu hồi đài tưởng niệm chứa trong chiếc xe kéo bị đánh cắp như là điều kỳ diệu trong mùa lễ Giáng sinh. Kính thưa quý vị, chiếc xe kéo dài 16 feet và chiếc vận tải Ford F-250 kéo bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam đi khắp tiểu bang Michigan đột ngột biến mất, được tìm thấy tại Clinton Township. Đài tưởng niệm gồm 5 tấm đá lớn có khắc tên của 2.654 chiến sĩ Hoa Kỳ, cư dân Michigan bỏ mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đài tưởng niệm này hoàn thành năm 2005 để chuẩn bị tham dự cuộc triển lãm của binh chủng không quân tại căn cứ của đội vệ binh quốc gia Southridge, sau đó giao cho bộ phận 154 trông coi. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, các thành viên của bộ phận trực thuộc Hiệp hội Vietnam Veterans of America tình nguyện thay phiên nhau đưa đài tưởng niệm dài 25 feet trưng bày tại các buổi liên hoan, họp mặt của cộng đồng ở địa phương. Họ còn thường xuyên gặp gỡ thân nhân của các anh hùng đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập, tự do và dân chủ của miền Nam Việt Nam. Đài tưởng niệm bị trộm trong khoảng từ Chủ nhật hoặc là thứ Hai tuần rồi ở bên ngoài trung tâm trợ giúp cựu chiến binh. Kính thưa quý vị, chiếc xe kéo được tìm thấy nhưng chiếc xe vận tải dùng để kéo đã biến mất. Theo ông Bagel thì đó là điều may mắn vì phần quan trọng nằm trong chiếc xe kéo chứ không nằm trong chiếc xe vận tải, kính thưa quý vị.